Thích màu đen thôi. Thích màu đen đúng không? Đó. Thế thì chốt màu này nhá. Chọn màu này nhá. Là thành tiền cho chú nhá. Em cứ đếm xem là đủ chưa, số đem xem là đủ đủ chưa đấy, tí cho bác đếm lại. Bảy triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, đủ rồi. Đấy, đi vào đây để chọn xem nào. Em thích màu đen. Thích cái màu đen này à? Màu đen này thì giá bây giờ tầm bao nhiêu chú? Cái này là chú đang bán là nếu mà đầy đủ cả thủ tục giấy tờ xong xuôi hết, gọi là giá trọn gói đấy thì là 16 triệu. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Một ngày mới, cháu Lực xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống dưới huyện để nhận một cái phần quà rất là lớn từ bà bé. Đấy, Quân thì là hôm trước là được nhận phần quà gì từ bà bé rồi nhỉ? Máy cày với lại máy phát cỏ. Máy cày với lại máy phát cỏ à? Vâng ạ. À, bây giờ thì vẫn còn một cái phần quà rất là lớn nữa để gửi tặng tới cho em Quân cô bác ạ. Tại hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là cùng em Quân là đi xuống để mua cái phần quà bà bé gửi tới cho em Quân cô bác ạ. Thế như Quân thì phần quà tiếp theo thì Quân có biết là đoán ra được phần quà gì không? Em không ạ. Chưa à? Vâng ạ. Đấy, có vẻ như là em Quân rất là hồi hộp của bác ạ. Ở đây thì không chỉ mình em Quân đâu, mà các bác ở trên kênh nữa. Có một số bác thì là comment thì là đúng cái phần quà mà bà bé muốn gửi tặng cho em Quân rồi. Đấy thì không để mà thời gian để lâu nữa, thì bây giờ cháu Lực sẽ xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống đến huyện để mua cái phần quà của bà bé gửi tới cho em Quân cô bác nhá. Trong thời gian qua thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều đã luôn luôn yêu quý tới em Quân. Và đến thời gian vừa rồi thì em Quân cũng có nhận được một cái phần quà của bà bé gửi tới cho em Quân. Cũng cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói rằng là cái tiền đấy thì sao không để vào quý để làm nhà đi cô bác. Đấy, nhưng mà quý làm nhà thì bà bé cũng gửi cho em Quân rất là lớn rồi. Đấy, và cái phần quà này thì là em Quân thì là bà bé muốn gửi tặng cho em Quân để mà em Quân có những cái nó sẽ rất là hữu ích đối với em Quân cô bác ạ. Cháu Lực chưa thể bật mí ra vội được, để một tí nữa bật mí ra thì bây giờ Quân sẽ không có sự hồi hộp nữa. Vâng. Anh cảm giác như là hôm nay lại tiếp tục đi xuống huyện nhận quà thì là như thế nào? Em rất vui ạ. Rất vui à? Vâng. Tránh ra bên này tí, một vâng. Xe đi rồi. Đấy, hiện tại thì là mấy anh em đang ở một cái cầu chuẩn lực cũng ghi hình khá là nhiều rồi. Chú đi huyện à chú? Hiện tại thì là hai anh em đang ở trên một cái đập thủy điện của bác ạ. Ở dưới lòng hồ thủy điện này thì có vẻ như là có rất là nhiều cá của bác, được bà con là hay ra đây để mà bắn cá này, cũng như là vét cá để đem lên trên chợ bán của bác. Cá này thì cũng không có to mấy đâu các bác, to con to nhất thì nó chỉ rơi vào tầm độ là 3 ngón tay thôi. Đấy, còn bây giờ thì trời bây giờ thì cũng đã muộn rồi, thì anh em mình di chuyển đi xuống dưới để mà nhận cái phần quà đó nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì là không phải là bà bé gửi cái phần quà đấy ra đến huyện đâu cô bác ạ, mà là bà gửi cho cháu Lực là quà là bằng tiền mặt, rồi thì cho cháu Lực đi thực hiện cái điều mà bà mong muốn là muốn gửi tặng tới cho em Quân cô bác ạ. Đấy, trước tiên thì xin gửi một lời cảm ơn tới bà bé, chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đi nhá. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cũng có thêm là một người bạn của cháu Lực cả xuống nữa để mà đưa em Quân cô bác. Đấy, anh em ơi, bây giờ thì bạn đưa Quân đi nhá.
Một xe thì không có lai được ba cô bác ạ, cho nên là cháu Lực phải nhờ bạn của cháu Lực đi xuống công. Còn một tí nữa thì cái phần quà đó thì phải nói là cũng rất là tuyệt vời đối với lại tới em Quân. Thì một tí nữa các bác, chắc là bây giờ các bác cũng có một số các bác thì sẽ ngầm hiểu ra được rằng là cái phần quà đó là phần quà gì rồi. Đấy, nhưng mà còn một số bác là chắc là vẫn còn chưa có biết, vẫn còn đang cùng em Quân là hồi hộp. Bây giờ từ đây đi xuống ấy chắc phải mất tầm độ 4 tiếng đồng hồ đúng không các bác ạ, rất là xa. Cho nên là mấy anh em sẽ phải di chuyển là nhanh hơn. Rất là may là đi là trời không có mưa đấy cô bác, nhưng mà nhìn thấy bầu trời là thấy là mây mù là kéo đen hết rồi, có vẻ như là sắp có một trận mưa rất là lớn đấy. Mong rằng là nó chưa để mưa sớm được, chưa thể mưa nhanh để cho mấy anh em đi cho nó thuận tiện một chút. Quân thì rất là háo hức cô bác ạ. Khi mà mới lần mà xuống huyện thì lại nhận được một cái phần quà rất là lớn để đem về. Có thể là cái phần quà này sẽ giúp cho em Quân rất là nhiều trong lúc mà ông bà này ốm đau này, hay là bé Hiếu nữa. Đường từ đoạn này vào thì có vẻ là hơi xấu một chút cô bác ạ. Nhưng mà một tí nữa đến đường quốc lộ lớn bên kia là đường nó đẹp luôn, người ta vừa mới sửa lại. Những cái con đường ở trên vùng cao là cứ một lần mà mưa là thế nào là hôm sau thì đi cũng rất là khó các bác ạ. Tại vì nó trôi những cái cục đá nhỏ này, trôi những cái hố cát này đi vào cái chỗ đoạn cua của nó ấy. Có lúc còn bị sạt lở từ trên đường xuống mà còn không có đi được các bác. Ở đây thì nếu mà các bác muốn lên vùng cao để mà du lịch hay là ngắm cảnh thì các bác phải lựa chọn là cái mùa nào mà nó không có mưa nhiều ấy, thì là các bác lên thì các bác mới nhìn thấy cảnh đẹp, mới nhìn mới không có sợ rằng là bị sạt lở xuống cản trở cái con đường của mình đi. Đến cái đường quốc lộ thì là mưa ô tô rất là nhiều các bác ạ. Anh Quân với lại người bạn của cháu Lực thì đi trước rồi. Hôm nay thì rất là may là có bạn của cháu Lực là đồng hành là đi cùng để hỗ trợ cháu Lực cái việc này. Bây giờ thì một tí nữa đến huyện rồi đi vào là mua cái phần quà gì thì cháu Lực sẽ ghi hình sau các bác nhé. Trong cái quãng đường mà di chuyển thì là mấy anh em đường xa các bác, thì từ trên nhà xuống thì cũng chưa có ăn sáng, thì bây giờ là đi vào là ăn sáng đó. 4 bát à? Dạ, 4 bát. Vâng ạ, ăn phở hết. Cháu ăn bún rồi, Quân ăn gì? Em ăn phở. Phở à? Nghiêm ăn gì Nghiêm ơi? Phở đi. Phở à, cho cháu 3 bát phở, muốn ăn bún. Đây thì có phở gà hết rồi cô? Gà ngan chả. Phở dưới này bán bao tiền bát cô? 30. Cũng 30 nghìn à? Uống nước, Nghiêm uống nước gì Nghiêm ơi? Bây giờ thì là mấy anh em đi được là gọi là một nửa đường rồi các bác. Vâng, gà hết. Ở đây có một đường thì đường này là đi vào cái cửa khẩu các bác, cửa khẩu trên Móc Năm này. Nếu mà ai đi vào Trung Quốc thì sẽ đi vào cái cửa khẩu này. Còn 25 cây nữa thì sẽ đến, hình như là đến Xín Mần hay chưa đến cửa khẩu hay sao ấy. Từ đây đi lên trên cửa khẩu thì bao nhiêu cây cô nhỉ? 25 cây nữa. Từ đường kia này đi đến Bóc Năm thì toàn là cửa khẩu đấy cô bác, thì đường đẹp. Bây giờ thì anh em là
ăn lá rồi thì mới tiếp tục lại cái cuộc hành trình mà đi xuống dưới để gửi cái phần quà của bà bé cho em Quân được. Anh em uống nước gì á? Nhiêm nước gì nhiêm? Nước lọc đi nhỉ, cho nó rẻ, cho nó tiết kiệm. Nếu mà ai uống nước ngọt thì uống nhá. Nói đùa thôi nhá. Tí nước suối, đi đường xa thì uống nước ngọt thì nó cực kỳ là nó lại khắc thêm thì anh em mình uống nước suối thôi. Nhà cô không có khung lạnh à cô? Nước AB ấy. Bên trong á? À, có vẻ như là được vào trong tận nơi để mà lấy luôn các bác ạ. Ui chai này chai to quá. Chai nhỏ. Quán này thì là chuyên cho các bác tài mà lái xe tải các bác, vì là xe ăn ở đây sao ấy. Quân thì đi xe máy xa thế này thì có say xe không? Không ạ. Không ạ, có bị mệt không? Không ạ. Không ạ. Nhưng mà tối nay mà đi mà mưa quá là anh em lại phải ngủ lại các bác, đến sáng mai thì lại mới về. Tại vì là hôm nay đi xuống thì nhìn thấy là trời, thời tiết là không có hình như là tốt đẹp cho lắm, thấy là trời rất là tối. Đấy, bây giờ thì là mấy anh em sẽ ngồi đợi phở để ăn đó. Đấy, sau cái thời gian chờ đợi thì là mấy anh em sẽ lót dạ làm phở trước cô bác ạ, cháu được thì ăn bún, còn là ba anh em thì ăn phở. Đấy, hầu như là phở trên vùng cao thì cũng rất là rất là đặc trưng của bác ạ. Thứ nhất thì là trong là gồm có phở đỏ ấy. Phở đỏ thì là nếp nương. Nếp nương thì là một cái gạo mà rất là nổi tiếng ở trên vùng cao rồi. Gia vị ở trong gia vị khi mà cho vào thì cũng chỉ có mắm muối mì chính cộng thêm một tí ớt thôi. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng mấy anh em ăn sáng của bác nhé. Cho thêm tí chanh nữa vào. Quân cho gia vị hết chưa? Hết rồi. Con mời với ông bà, cô chú anh chị cùng con ăn cơm, ăn phở. Em mời cả anh ăn phở. Rồi ăn đi. Chắc là tí phải đến trưa thì mấy anh em mới đi xuống dưới huyện được các bác ạ. Trong lúc mà mấy anh em đang ăn thì cháu Đức sẽ không có ghi hình thêm nữa các bác. Một tí nữa đi xuống huyện thì cháu Đức sẽ ghi hình sau các bác nhá. Và vừa đi thì xem có cái cảnh nào thì cháu Đức sẽ vừa ghi hình cho các bác cũng biết về trên Hà Giang này các bác nhá. Hà Giang thì có rất là nhiều nơi là rất là cảnh đẹp đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là mỗi nơi thì nó là một cái vẻ đẹp và khác nhau. Mấy em ăn đi nhá. Thank you.
Thưa các bác, hiện tại thì là hai anh em đã di chuyển ra đến huyện rồi, đến cái quán mà bán xe rồi các bác. Thế bây giờ thì đưa Quân đi vào chọn nhá. Phần quà hôm nay là phần quà của cô bé, là muốn dành tặng cho em Quân là một chiếc xe máy của bác ạ. Đấy, một phần quà rất là lớn. Chú ơi, cháu xem xe với chú. Cháu muốn xem một cái xe A hay biển A ấy, 50 phân khối ấy. Ở bên nào chú? Cái Quân thì đã lựa chọn được màu gì chưa? Em lấy màu gì cũng được. Màu gì cũng được à? Nhưng mà em là em lựa chọn là thích màu nào? Thích màu đỏ hay là màu xám hay là màu xanh chẳng hạn? Hay là màu đen? Em thích màu đen. Thích màu đen à? Đấy, đi vào đây để chọn xem nào. Bên này là mới đúng không chú? Bên này là mới đúng không? Em Quân thì là chưa đủ tuổi của bác ạ, cho nên là lựa chọn xe là 50 phân khối thôi. Còn xe này thì là chỉ cần là có mũ bảo hiểm là đi được, là tham gia giao thông được. Có mấy con này thôi hả chú? Quân là nếu mà thích thì thích này, có 5 loại màu, 4 loại màu đó. Màu trắng này, màu đen, màu xám, màu xanh. Em thích màu đen. Thích cái màu đen này à? Màu đen này thì giá bây giờ tầm bao nhiêu chú? Cái này là chú đang bán nếu mà đầy đủ cả thủ tục giấy tờ xong xuôi hết, gọi là giá chọn gói đấy thì là 16 triệu. Là 16 triệu à? Nhưng mà nếu mà các cháu mua thì chú tính là 15 triệu 500. 15 triệu 500 à? Cháu mua ấy à, mua từ vâng. Vâng, vâng, mua tặng cho cho vâng. Vâng. Chú vẫn bán cho mấy anh em mua tặng cho các cháu thì là chú tặng chọn gói là 15 triệu. Là chọn gói là 15 triệu đúng không? Thế là hỗ trợ cho một chút. Thế là chú là hỗ trợ là 1 triệu đúng không? Đúng rồi, thì là cái này là nếu mà các cháu mua để tặng cho các cháu từ thiện ấy thì là chú vẫn bán cho là 15 triệu tròn. 15 triệu tròn là đầy đủ, là đầy bao đủ. Gồm hết tất cả linh kiện, phụ kiện và biển số đăng ký và quà khuyến mại. À vâng. Thế là nếu mà mua thì bây giờ thì đó có biển luôn chưa hay là chưa? Mua chưa thì à? Phải sau 1 đến 2 tuần mới có. Nếu mà như mà xe cũ thì là có biển luôn đúng không? Ừ, xe cũ thì có, nhưng mà xe cũ thì không có dòng này đâu. Thế còn là nếu mà đăng ký thì là nó có luôn hay là phải đợi thêm một thời gian nữa mới có? Tức là bây giờ nếu mà các cháu mua cái xe này vâng. để tặng cho một cháu này chẳng hạn thì là cho chú cái căn cước thì sau khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì là có biển số đăng ký. Vâng. Bởi vì là bây giờ các cháu mua thì chú mới có tên tuổi để vâng. xuất hóa đơn thì mới làm đăng ký được. Vâng, thế thì bây giờ cháu cho em chọn xem là em ấy thích màu nào rồi thì chú hỗ trợ cháu để cho mấy anh em là cháu lắp nhá. Để trong một tí nữa cháu sẽ đem về luôn. Ok. Vâng. Cái Quân thì cứ tham khảo đi, xem là màu nào thì nó được hơn, màu nào nó được hơn. Em thích màu đen thôi. Thích màu đen đúng không? Đó. Thì chốt màu này nhá, chọn màu này nhá. Vừa rồi thì chú cũng đã nói rồi các bác ạ, nếu mà mua xe mới đấy thì là độ tầm là hơn 2 tuần thì nó mới có đăng ký với lại có biển mọi cái được. Còn nếu mà mua xe cũ thì là nó sẽ có biển luôn. Ưng chưa? Em ưng rồi. Ưng rồi đúng không? Vâng ạ. Quân thì hiện tại là chưa đủ tuổi các bác ạ. Nếu mà đủ tuổi thì là có thể là mua những cái dòng xe là phân khối nó cao hơn cũng được. Không đủ tuổi thì đi được. Xe này là chỉ cần là có mũ bảo hiểm vào là đi được rồi. Còn bằng thì xe này là chưa cần thiết các bác ạ. Đấy, có con xe này vào rồi thì có thể là giúp đỡ cho em Quân trong cái việc mà đi lại nữa các bác, hay là ở nhà có ông bà là ốm đau hay là em nữa thì đưa đi học. Đây là số khung số mấy hả chú? Vừa chú thì vừa nói là nếu mà
mua xe mới đấy, thì là bóc biển đấy các bác, thì phải đợi tầm 2 tuần nữa thì mới có biển được. Nếu mà muốn làm tên cháu thì lấy căn cước của cháu, thì là làm đúng tên đúng tuổi của cháu luôn. Đây là Quân hôm nay có cầm theo căn cước không? Em không cầm đâu. Nhưng mà có ảnh được không? Có, được, cái ảnh trong điện thoại. Có ảnh không? Em điện thoại em không lấy về rồi. Điện thoại không cầm về à? Thế nếu mà bây giờ không có thì cháu gửi sau được không? Một tí nữa cháu gửi cho bác được không? Được, sau cháu có thể về cháu chụp. Vâng. Qua điện thoại gửi Zalo thì cho bác. Vâng, thì cháu gửi cho bác nhé. Thế bây giờ thì để cháu gửi tiền trước xong là một tí nữa, còn cái kia thì cháu gửi cho bác sau. Đấy, Quân thì hôm nay là không cầm theo đăng ký của bác ạ. Đấy, bây giờ thì đi vào phần quan trọng nhất là gửi tiền cho bác đó. Thành ơi. Thế là một tí nữa cháu gửi cho bác sau nhé, một tí ấy. Cái căn cước ấy. Vâng. Thế là vừa rồi là chú nói là giá xe là nếu mà người khác mua có bác thì sẽ là 16 triệu đấy, nhưng mà ở đây thì cháu được mua cho em Quân là cũng thứ nhất là phần quà của bà bé gửi cho em Quân thì là chú sẽ bớt thêm 1 triệu nữa là 15 triệu tròn, đúng không chú? 15 triệu tròn là nó có bao gồm là đầy đủ cái gì cho chú? Đầy đủ hết tất cả linh kiện, phụ kiện và biển số đăng ký. Và được tặng một cái mũ bảo hiểm và một cái hộp để lắp biển. Vâng. Đấy là quà tặng. Thế còn lại xe là trong 15 triệu chọn gói là đầy đủ hết rồi. Đấy, Quân thì cầm tiền xong là đếm tiền cho bác đi. Đây ở đây thì là chuyển khoản thì cũng được cô bác ạ. Đấy nhưng mà cháu sinh ngày 24/4/2008 hôn cháu nông chứ nông chứ chú thị. Vâng. Mình năm ngoái năm kia cũng vào đây mua một gái nhỉ. Vâng. Năm ngoái cũng vào mua. Xe máy này mua về là vẫn phải chạy nước đa chúng nhỉ, xe này á. Có, chạy. Số điện thoại cháu có. Có. 0355. 305. 105. 25. 209. Bây giờ thì đến bước quan trọng là thanh tiền cho chú á. Em cứ đếm xem là đủ chưa, số đếm xem là đủ đủ chưa đấy, tí cho bác đếm lại. Bảy triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, đủ rồi. Thế để đây cho bác một tí nữa, cho bác đếm lại thêm một lần nữa. Vâng, chắc khoảng 2-3 hôm đấy. Vâng. Còn bóng nào lên thì em điện cho. Cái đấy thì nó bằng giá của con hôi màu đen. Trong thời gian vừa rồi thì là bà bé cũng gửi rất là nhiều những cái phần quà tới cho em Quân của bác ạ. Hôm nay thì đặc biệt lại có thêm một phần quà rất là lớn nữa, là một chiếc xe máy gửi tặng cho em Quân. Đấy, bác đếm lại hộ cháu xem là có đủ 15 triệu chưa.
Đã đủ 15 triệu rồi. Đủ đâu chú? Thế là cái phần thanh toán thì là bây giờ xong rồi các bác nhé. Bây giờ thì ra bên kia là lắp thêm là một số phụ kiện nữa, và em Quân sẽ lấy thêm một số phụ kiện nữa để mà về. Mày có thể là nếu mà một tí mưa quá thì mấy anh em sẽ lại ở lại huyện thêm là một hôm nữa các bác, sáng mai thì mới về được. Hôm nay có đi theo cả Gương nhá anh Thành nhỉ? Chiều xong chưa nhặt đồ cho em ơi? Ôi ở đây là bóc cái này ra đường này Quân ạ, tại vì là cái này là nó nóng quá. Bóc mạnh lên. Thì nó nóng quá là nó sẽ cháy cái đấy. Đấy, chắc hẳn là cô bác cũng rất là hộp khi mà cháu Lực nói là cái phần quà của bà bé là dành tặng tới cho em Quân là chưa có bật mí ra được các bác. Đó một cái phần quà cũng một phần quà rất là lớn. Bà bé không chỉ mua cho em Quân là cái máy cày với lại máy phát cỏ đâu, mà là mua cả thêm là cái xe máy để em Quân đi lại nữa. Em tôi sang tôi bình tắm luôn rồi, mắc chín luôn. Anh Thành ơi, cái này có cái bảo vệ chân gì không? Loại xe này có hết đầy đủ. Có hết đầy đủ à? Thì đây rửa qua nó bụi. Vừa rồi thì là chú bán xe của bác này thì cũng chia sẻ rồi. Nếu mà mua xe mới ấy, thì là nó sẽ có đăng ký và có biển số luôn. Còn như mà mua xe nếu mà mua xe cũ đấy thì là nó sẽ có biển số với lại đăng ký luôn đấy, nhưng mà nếu mà mua xe mới thì là nó sẽ chưa có đâu cô bác nhé, phải đợi tầm 2 tuần nữa thì mới có được. Đấy, chứ để tránh trường hợp là một số cô bác anh chị ở trên kênh nói rằng là mua xe thì tại sao mà chưa có biển số. Cảm thấy tiếng xe của mình nổ lên thì có vui mừng không? Có. Có à? Vâng. Rất là ưng rồi nhờ. Vâng. Đây là lắp thêm bình ắc quy à? Thôi cái cốp này cũng rất là to này, của bác này xe quay này. Cái cốp này thì đựng được một cái mũ bảo hiểm luôn đấy. Rất là nhiều những cái dòng xe đấy các bác. Đấy, tuy nhiên thì là những dòng xe thì phân khối nó lớn quá thì em Quân là chưa thể đủ tuổi để mà em ấy đi đi được những cái phân khối lớn. Đấy, bây giờ thì sẽ lắp ráp thêm vài số bộ phận nữa thì là sẽ lên ra bên kia để mà tiếp tục là đổ xăng các bác. Có cái giá này không anh nhỉ? Có anh ơi. Có đúng không? Ngày mai ngày kia anh mang xe ra để em lắp thêm cho anh được. Ngày mai ngày kia? Thế bây giờ không có à? Bây giờ xe nó mới đang lên thì chiều tối tầm 7 giờ nó mới lên đến đây cơ. Tầm 7 giờ à? Thế là bây giờ thiếu bên nào ấy? Thiếu bên vuông. Bên này à? Mai sáng mai ra đây hoặc chiều mai ra đây tới. Vâng. Cái này được cái này. Kịp toán ạ. Cần số.
Đây, xe mới thì tất cả mọi cái thì nó đều là rất là mới tinh cô bác nhá. Đấy, hôm nay đi xuống thì rất là may là có. Đấy, hôm nay thì rất là may mắn khi mà có bạn của cháu Lực xuống đồng hành cùng nữa, chứ không là xe của cháu Lực thì không có lai được ba cô bác ạ. Lai được ba thì nó là quá tải mất rồi. Đấy, một tí nữa thì là em Quân là sẽ, nếu mà về thì sẽ em sẽ tự ngồi xe máy để về luôn cô bác, tại vì là em đã biết đi xe rồi. Nhất này thì đã có luôn chưa hay là một tí nữa mới đổ? Có sẵn anh. Có sẵn luôn rồi à? Có sẵn rồi em mới dám đổ máy. À. Đây là anh đi 200-300 cây rồi anh thấy. Đây là thay dầu lần đầu tiên thì thay sớm. Hai chào nhà. Đi kia nha. Lắp ghép thì chắc là độ tầm tiếng nó mới xong được cô bác ạ. À. Cô bác ạ, bây giờ xe mới thì là phải chạy một chút thì mới đi được. Đây sẽ gồm là hai chìa khóa này. Đang chạy nước đàm mà tắt. Nghe tiếng bô rất là giòn cô bác ạ. Nước đai thì chạy độ tầm bao nhiêu tiếng anh Thành? Một tiếng em ơi. Anh bán xe bảo là chạy độ tầm một tiếng thì là mới đem đi được cô bác. Có lẽ là bây giờ là mấy anh em sẽ phải là ngồi đợi thôi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là đem xe máy từ dưới quán lên trên sân vận động này rồi cô bác này. Quân thì xe máy thì biết đi là thành thạo đúng không? Đấy, cho nên là không cần phải là dạy em mới tập cô bác ạ. Đấy, còn đồ tặng theo là được cộng thêm cả một cái mũ bảo hiểm nữa này. Đấy, thêm cái mũ bảo hiểm nữa. Quân là biết công tác xe là biết đầy đủ hết rồi nhỉ? Đây, đây là đèn này, đây là đèn này, mọi cái nữa. Xe này thì Quân là cảm thấy ưng chưa? Em ưng rồi. Đây là hôm nay thì quánh luôn một bộ màu đen là trùng cái màu của con xe nữa cô bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức cũng đã nói rồi. Xe là em Quân là chưa đủ tuổi để mà điều khiển được xe phân khối lớn. Cho nên là mua xe là AA cho em Quân. Đấy, vừa rồi thì bên này thì cháu Lực sẽ nói lại thêm một lần nữa các bác nhé. Biển số thì hiện tại là chưa có. Nếu mà mua mới là chưa có. Còn nếu mà mua cũ thì là người ta sẽ có sẵn luôn. Còn bây giờ biển số với lại đăng ký thì độ tầm là 2 tuần nữa thì mới có được các bác ạ. 2 tuần nữa thì cháu Lực sẽ bảo là bên bán quán người ta sẽ, bên người ta cửa hàng xe máy người ta sẽ gửi lên cho cháu Lực cô bác ạ. Đây, Quân thì khi có thấy vui mừng không khi mà nhận được cái phần quà rất là lớn này? Em rất vui mừng ạ. Rất vui mừng à? Vâng ạ. Phần quà này thì em biết là của ai cho chưa?
Em biết rồi ạ. Qua, biết rồi à? Vâng ạ. Đấy, hôm nọ thì anh có nhận được một khoản là của bà bé. Thứ nhất là mua máy phát cỏ này, mua máy cày này và mua xe máy này. Đấy, còn là máy cày với máy phát cỏ đấy anh em mình đã mua tới nhà rồi. Đấy, tuy nhiên thì là hôm nay thì anh mới đưa em đi mua xe máy. Vâng. Em có nghĩ được rằng là hôm nay là mình xuống thì mình có mua xe máy không? Em không ạ. Không rồi à? Vâng ạ. Thế là hôm nay là em xuống thì sẽ nghĩ là xuống làm gì? Em nghĩ là anh chỉ rủ em ra đây chơi. Là rủ đi chơi thôi ạ? Vâng. Quân thì mục đích của Quân là biết, nghĩ rằng là Chấn Lực rủ em Quân đi chơi đúng không bác? Nhưng mà không phải, là em ấy là rủ em ấy đi mua xe máy. Thế bây giờ thì Quân để đi 1-2 vòng nhá. Vâng. Quân thử đi xem nào. Đấy. Một cái xe máy rất là đẹp và rất là chất lượng của bác ạ. Cái phần quà rất là ý nghĩa của bà bé gửi tới cho em Quân. Ê, Quân dừng lại đi, Quân dừng lại đi. Quân dừng lại đi. Đấy, tuy nhiên là bàn giao xe máy cho em thì trước khi lên xe là phải đội mũ bảo hiểm nhá. Đây có lẽ là Quân là chưa gọi là một cái thói quen là em ấy chưa từng từng làm với cô bác, cho nên là khi mà em ấy lên xe thì em ấy không có đội mũ. Lần sau thì lên xe tháo cái gì đấy, tí nó thái sau. Lần sau thì lên xe thì em sẽ đội mũ bảo hiểm này, và trước khi mà bàn giao cho em anh sẽ dặn dò em thêm một chút nữa là đi xe là không được đi xe một bánh. Đấy, lúc nào mà đi thì cũng phải là đội mũ bảo hiểm vào. Và kèm theo đó thì sẽ lắp cả đôi biên gương nữa nhá. Rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ để Quân đi thêm vài vòng nữa. Hôm nay thì Chấn Lực cũng đã đưa em Quân là đi mua thêm cái phần quà cuối cùng mà bà bé gửi tặng tới cho em Quân rồi. Đấy thì em nhận được phần quà này xong thì em có gì muốn nói với lại bà bé không? Em có. Con rất cháu rất vui khi bà đã gửi tiền để cho Chấn Lực mua xe cho con. Con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua xe cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Đấy, vừa rồi là những lời mà cảm ơn gửi tới cho bà bé. Còn Chấn Lực cũng xin thay mặt em Quân với lại ông bà bé Hiếu nữa gửi một lời cảm ơn tới bà. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã gửi cho em Quân những cái phần quà rất là ý nghĩa mà tới cho em Quân. Phần quà này thì là em sẽ, nếu mà đem về nhà thì em sẽ thường là làm những gì? Em lấy về nhà, em chảy nước đa xong em rửa qua một lần. Rửa qua một lần à? Vâng. Đấy. Lúc nào mà chạy được tầm 500 cây thì là nên đi thay nhớt nhá. Vâng ạ. Đấy, đến lúc đó thì anh sẽ xem và anh thay cho. Vâng ạ. Đấy, còn về cái phần quà này thì là bà bé muốn gửi tặng cho em là những lúc mà ông bà ốm đau này, đưa đi vào bệnh viện này. Vâng. Hay là có thể là đưa em đi học nhá. Vâng ạ.
Đấy, nếu mà em Quân đủ tuổi thì là bà sẽ mua là năm mua là những cái phân khối nó lớn hơn. Đấy, tuy nhiên thì là em Quân hiện tại là chưa đủ tuổi của bác, cho nên là em mới chỉ mua được xe là 50 phân khối thôi. Đấy, có lẽ là bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video ở đây thôi cô bác ạ. Và mấy anh em sẽ ở lại và đi ăn cơm một chút cô bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em cũng khá là đói rồi, từ sáng đến giờ. Bây giờ hiện tại là rơi vào tầm là 1 giờ chiều rồi cô bác. Đấy, cháu Lực xin hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.